Hello, welcome back to my channel Lubu Life Vlog. Và mình vừa mới đi làm về các bạn, thì bây giờ là mới tắm rửa xong, nằm nghỉ mệt. Không biết là tại sao mà bữa nay rất là mệt luôn, rất rất là mệt. Chắc là hồi tối thức khuya, ngủ thì chắc khoảng 11 giờ mấy mới ngủ. Ghiền phim các bạn, ghiền phim gì mà Hoa Hồng Trên Ngực Trái á. Nói chung là mình ít xem phim lắm, mà tự nhiên xem cái bộ nào là cái đầu thấy nó hay hay là cái ghiền à. Đó, xong rồi bữa nay rất là mệt mỏi, rồi sáng tự nhiên uống cà phê nữa, cà phê sữa đó. Xong rồi trời ơi, nó bị say, nó chóng mặt tay chân bủng rủng hết luôn. Hồi xưa mình nhớ mình cũng bị vậy rồi, nhưng mà tự nhiên bữa nay xong rồi uống luôn, uống xong nó bị lại. Và tự dặn với lòng là không uống nữa, không uống nữa. Bây giờ trong người vẫn còn rất là mệt mỏi các bạn, mà cảm thấy rất là lạnh, không biết có bị gì không đây nè. Ok, và bây giờ mình có lẽ là mình sẽ ăn dâu trước ha. Tại vì cái miệng nghe nó rất là lạc lạc, không biết là cái cà phê á không phải có phải là nguyên chất không hay là cà phê bean nữa. Nhưng mà nói chung uống rất ngon các bạn, rất là béo, rất là ngọt à, rất là béo quý vị, béo rất là nói chung là uống rất là ngon. Uống được nửa nửa ly cà phê, thì ly cà phê cũng nhỏ xíu vậy. Ý là ly bự gì nè, nhưng mà người ta bán khoảng nửa ly à, tại bỏ đá vô nữa. Sao mà ha, uống được được phân nửa của cái đó, chóng mặt quá, chịu hết nổi. Xong rồi bắt đầu đem đi giục luôn nó. Mà sao mình thấy nhiều người hay ghê luôn á, người ta có thể uống mà ngày nào người ta cũng uống. Trời ơi, không hiểu sao luôn á. Mình sẽ thích ăn những cái da u mà dạng là tự nhiên á, y như là tự nhiên, nó không có basic á, nó không có phải bỏ vô nhiều thứ á. Ví dụ như là da u nhai đam, da u trái cây gì đó, thì hồi đó mình cũng hay ăn mấy cái loại mà bỏ vô như vậy. Nhưng mà bây giờ mình cảm thấy là ăn cái loại mà bình thường như này là rất là ngon các bạn. Y như da u không, nó không có bỏ gì vô nữa hết á. Nó da u tự nhiên gì nè. Xong rồi á, cái mình bỏ vô cái tủ lạnh mà ngăn mát các bạn. Xong rồi nó dạng nó sệt 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 lại, ăn rất là mịn, rất là y là béo béo vậy á. Hồi xưa có thể là không biết cách ăn đó các bạn. Hồi xưa cũng ít ăn lắm, cũng đâu có tiền đâu mua ăn nhiều đâu. Nhưng mà ha, khoái ăn sao không, bỏ lên cái ngăn đá đó, xong rồi bắt cạo, nó đông cứ ngắt lại thành đá, bắt đầu cạo cạo ra ăn. Ăn mà nó ngon gì đâu luôn á. Rồi ha, sữa bịch cũng vậy. Sữa mà mua bịch những cô gái Hà Lan, rồi sữa bòi đó, bỏ lên, bỏ vô cái hộc tủ đá, xong rồi bắt đầu cạo ăn, bắt đầu ăn có nước, xong miếng miếng đá, trời ơi ăn nó ngon. Nhưng mà giờ mình không thích ăn kiểu đó nữa các bạn. Ăn cái đó dạng làm nó rất là lạnh hay này kia đó, cho nên là mình phải ăn cái kiểu gì nè, bỏ vô nó sệt sệt như nè đó, ăn rất là mịn ha. Cái này thì vẫn còn rất là ngọt các bạn. Mình thích một cái gì đó nó hơi lạc một xíu. Nói chung là không phải là lạc nhách, nên nó có vị ngọt vừa phải, là vừa được. Ngọt quá mình ăn nghe nó không thích, không biết lắm ha. Rất là chóng mặt luôn á. Có thể là do thức khuya. Tại người ta nói là thức khuya thường xuyên không có tốt các bạn. Thật sự vậy. Cảm tại vì mình thức khuya bữa giờ chắc cũng khoảng 2 tuần hoặc là 1 tuần đổ lại đó, cứ 11 giờ mấy, 12 giờ mới ngủ. Tại vậy ha, cứ đi về bắt đầu chiều, sáng đi tới chiều, chiều về bắt đầu tắm rửa, xong rồi ăn cơm miếng, rồi nằm nghỉ mơ ngơi miếng, xong rồi nhắn tin gì với bạn bè gì miếng ha. Bắt đầu đi tập yoga, đi tập yoga. Cái tối khoảng 8 giờ mấy mới về. Về xong hả, phải tắm rửa lần nữa, tại vì nó dơ lắm cả. Yoga thì dạng là cái thảm đó là người ta làm sẵn, cái thảm có thảm sẵn ở trong cái chỗ tập á, thì ai thích đem theo cái thảm riêng á thì mình đem theo, còn không có hoặc là không thích gì đó thì mình cứ tập thảm của người ta. Nhưng mà thảm người ta là rất nhiều người nằm lên các bạn. Nhưng mà y như là nằm lên xong rồi dạng là khi mà tập mồ hôi nó đổ rất là nhiều các bạn, xong rồi nó sẽ dính với sàn, với thảm.
đó. Nhưng mà có một cái khu lao công mở lao lao nhưng mà thật sự là mình thấy nó không có yên tâm các bạn, tại vì rất là nhiều các bạn, rất là nhiều mà lao rất là nhanh, tại vì cái một lớp cái lớp này nó ra thì cái lớp kia thì nó vô thì nó cách nhau khoảng có 15 phút thôi, thì cái cô đó dọn dẹp nhưng mà dọn rất là nhanh, dạng là lao lao lấy cái khăn ướt và lao 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 lên cái sàn cái thảm á. Rồi bắt đầu thì một cái khăn vậy thì có thể là ví dụ xả nước một lần, nhưng mà hay lao ba bốn cái thảm gì một lượt gì đó, hoặc là ai biết, hay là chỉ một lần rồi tôi lao hết luôn cái đống đó không biết. Xong rồi cái có một cái nồi lao nữa đó, nồi lao xong rồi lao cái sàn nó vậy thôi á. Xong rồi nói chung là nhìn cái thảm là thấy không sạch, có vài cái sạch vài cái không sạch á, cho nên là tắm về mồ hôi nó đổ nó hôi, với lại là mình nằm ở trên đó đó cho nên là mình phải tắm lại mới chịu nổi, mới là đi ngủ nổi hả. Cho nên tắm rửa này kia rồi bắt đầu là dạng là làm video này kia đó nó, xong rồi ngủ rất là trễ nó. Thì đó theo mình nghĩ là cho nên là cái ngủ trễ nó không có tốt các bạn, khi ngủ trễ tức là mình ngủ không có đủ thời gian á, xong rồi sáng đó, cái người nó cứ lừ nhừ á, rồi nó y dạng nó không thể tập trung vào cái công việc hay là tập trung vào cái vấn đề gì đó mình đang làm cái gì đó, thì dạng cái đầu óc cứ lan man như vậy các bạn, thì nói chung là không có tốt, với lại là chắc là không tốt với sức khỏe nữa. Cho nên là mình sẽ như là mình sẽ tìm cách để cải thiện là cái giấc ngủ các bạn. Rồi thứ hai nữa thứ hai nữa là bữa nay uống cà phê đó, cà phê sữa đá. Chịu hết nổi, đầu óc cứ lâng lâng từ sáng giờ luôn, tay chân vẫn còn rủng rủng rồi mình mấy bây giờ ha. Không biết là ở ngoài trời không biết là có lạnh thiệt không, không biết là người khác có lạnh không, chứ bây giờ ha mình cảm thấy trời ơi, rất là lạnh mà nổi da gà, tắm mà nổi da gà luôn á các bạn. Cho nên phải tìm cái biện pháp để mình khắc phục. Bây giờ đến sạn đi tập yoga nè, nhưng mà cảm thấy rất là mệt nè, không biết sao nữa. Có thể là nghỉ ngơi để ngủ sớm, hoặc là cố gắng đi đi tập xong rồi về về xong rồi ngủ sớm đó, có kiểu như vậy đó. Ok, và bây giờ tạm biệt các bạn nha, mình phải ăn hết cái hủ dâu u này rồi, chắc có thể là ăn một xíu cơm rồi có thể là nghỉ ngơi, hoặc là mình sẽ đi đến cái chỗ trung tâm yoga để mình tập đó. Với lại bữa nay mình ngồi hơi nhiều á, xong rồi cái lưng nó bị cơ cứng các bạn, cái lưng á, cái lưng trời nó nhức ơi là nhức luôn, ngồi trên đó mà rất là cái người rất là bự, rất là đường nhừ, như là muốn cảm giác là muốn về nhà nằm cái cho nó khỏe các bạn. Nhưng mà về tới nhà xong nằm thấy coi nằm xuống cũng đâu có khỏe khoắn gì đâu, y là cái cơ thể nó bị mệt mỏi luôn á. Ok, và tạm biệt các bạn nha. Các bạn nhớ như là xem những cái video tiếp theo của Lu, và nhớ subscribe cái kênh YouTube của mình nha. Ok, see you later.